Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái sản phẩm đến từ hãng Nikin. Và đây là một cái sản phẩm như các bạn nhìn thấy này, Power Xe Car Charger. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có một số những cái tính năng rất là hay. Tí nữa mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Ở đây thì mình cứ nhìn trước một số những thông tin đi. Thì cái này nổi bật nhất là gì? Một chữ Quick Charge 3.0. Đó là hỗ trợ Quick Charge 3.0 sạc nhanh. Tiếp đến 75W, 3 cổng USB, có hỗ trợ Type-C, một cổng. Đó, đấy là những thông tin mà bên ngoài vào hộp chúng ta thấy. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy thêm là ở đây có cái tem chống giả này. Bây giờ thì hàng Trung Quốc nhái rất là nhiều, việc có cái tem chống giả nó sẽ giúp cho các bạn đảm bảo mình mua hàng chính hãng. Tiếp đến thì ở đây các bạn sẽ có một số những thông tin, ví dụ như là cổng vào thì nó sẽ chịu được từ 12 cho đến 18V này. Ồ, cái này nó chỉ được 12 đến 18V nhé các bạn nhá. Thì ở dưới này các bạn sẽ có cổng ra, thì chúng ta sẽ có cổng ra 3.6V này. Chúng ta sẽ có thể lên được tới 3A. Và Quick Charge 3.0 nên nó có thể đưa được lên điện 9V hoặc là 12V. Đó, đấy là những cái thông tin phía bên ngoài cái chiếc cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Vâng, trong hộp thì chỉ có duy nhất thiết bị thôi. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra. Đây rồi, vâng, chúng ta sẽ có một cái bộ thiết bị ở đây. Thì cái tẩu này các bạn sẽ cắm vào cái cổng 12V ở trên xe ấy. Các bạn nhớ nhé, đây là cái cắm vào cổng 12V trên xe. Thì cái cổng này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cổng USB, một cổng là 5V và 2.4A, và một cổng dưới cũng 5V 2.4A max. Nghĩa là cái cổng này có thể sạc được tốt cho máy tính bảng và các cái thiết bị di động khác. Ở trên cái cổng này thì các bạn cũng sẽ có thêm một số những cái thông tin. Ồ, nó cũng giống như ở ngoài vỏ thôi, y hệt như ngoài vỏ và các cái chứng chỉ đạt được. Và đặc biệt là ở đây sẽ có một cái dây chằng ra đằng sau để cho những cái bạn mà ngồi đằng sau ấy có thể sạc được. Và điều thú vị hơn nữa là cái cổng mà chằng ra đằng sau này ấy thì lại hỗ trợ Quick Charge 3.0. Ồ, tuyệt vời chưa? Cái cổng ở đây thì không hỗ trợ Quick Charge 3.0, nhưng mà cổng ở đây thì chúng ta đã có hỗ trợ Quick Charge 3.0. Ở bên này thì có thêm một cái cổng Type-C nữa, thì các bạn có thể sạc cổng Type-C này ra các cái thiết bị di động mới. Thực ra thì cái cổng Type-C này bây giờ bắt đầu phổ thông rồi đấy, chứ không phải là mới đâu. Cái cổng Type-A này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà bắt đầu thì năm 2017 thì nhiều hãng sản xuất đã bắt đầu đưa cái cổng Type-C này ra để sạc thuận tiện hơn. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái đèn trạng thái này. Thì bên trên này thì các bạn sẽ được ghi chú rõ luôn Quick Charge 3.0 ở đây. Và cái bên này thì là cổng 5V 3A Type-C. Thì phía bên này các bạn cũng sẽ thêm một cái logo của Nikin. Cái này thì như các bạn nhìn thấy cái tên của sản phẩm ấy, thì nó ghi là Power Xe, nghĩa là có thể chia sẻ được cho những người xung quanh xe. Và khi các bạn cắm tẩu này ở phía bên trên này, cái dây thì các bạn có thể đưa ra đằng sau. Tất nhiên là với một số những dòng xe thì có sẵn cái cổng ở đằng sau rồi thì không nói, nhưng mà những cái xe mà không có cổng đằng sau ấy thì những cái hành khách ở đằng sau cũng rất là quan trọng, cần những cái dây này đúng không ạ? Thì cái này sẽ đưa ra đằng sau để cho hành khách đằng sau có thể xem, sạc và sử dụng một cách thuận lợi. Rồi, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái tẩu rất là hay đến từ hãng Nikin. Có thể sạc đằng trước cho người lái, hoặc là người ngồi ghế phụ trước, hoặc là các bạn cũng có thể là chia sẻ cho người đằng sau có thể sạc. Đó, rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.